Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây có thông tin phản ánh về việc một số người dân nhận được cuộc gọi thông báo về tình trạng khóa SIM điện thoại sau ngày 31 tháng 3 năm 2023 và yêu cầu thực hiện các thủ tục khai báo thông tin cá nhân bằng cách ấn phím điện thoại và làm theo hướng dẫn. Đây không phải là cách thức cảnh báo thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao của các nhà mạng và có thể coi là một thủ đoạn nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng. Để giải quyết tình trạng sử dụng SIM thuê bao di động không đúng quy định, các doanh nghiệp viễn thông, nhà mạng sẽ gửi tin nhắn cho những thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân ít nhất 5 ngày, mỗi ngày ít nhất 1 lần để đề nghị cập nhật dữ liệu. Thuê bao sẽ bị dừng cung cấp dịch vụ viễn thông một chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, dừng 2 chiều nếu không thực hiện sau 15 ngày tiếp theo, 30 ngày sau khi bị dừng 2 chiều, nếu vẫn không thực hiện chuẩn hóa thông tin sẽ chấm dứt hợp đồng thuê bao. Ngày 18 tháng 3, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tạm giữ Đinh Duy Giáp, sinh năm 1994, và Nguyễn Hữu Dân, sinh năm 1999, cùng ngụ thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 3, ông H, ngụ quận Gò Vấp, thức dậy mở cửa căn nhà đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, quận Gò Vấp bán cà phê, thì phát hiện phía trước cửa sắt bị tạc sơn màu đỏ. Ông H vội trình báo công an. Ông H cho biết, con trai mình có vay mượn tiền nên bị các đối tượng đến đòi nợ và tạc sơn. Bằng nghiệp vụ, công an xác định hai nghi can gây án là Giáp và Dân. Qua làm việc, cả hai khai nếu khi tạc sơn mà con nợ vẫn không trả, thì sẽ dùng ổ khóa để khóa cửa nhà người thân con nợ để gây áp lực cho gia đình phải trả nợ. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định pháp luật. Quyết định số 812 trên quy đề UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định cơ chế phối hợp thực hiện công tác tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn và đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 16 tháng 3 năm 2023. Theo quy định, với những trường hợp đã được nhắc nhở một lần hoặc đang cư trú nhưng không thường xuyên sinh sống tại địa chỉ cung cấp, nhà đã bán, giải tỏa và không có người thân thích sinh sống tại địa chỉ đã xác minh, thì tổ công tác sẽ bàn giao đến cơ sở trợ giúp xã hội được chỉ định. Riêng người không đăng ký cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc không thể cung cấp địa chỉ đăng ký cư trú, tổ công tác tập trung và chuyển họ đến cơ sở trợ giúp xã hội. Các trường hợp người lang thang xin ăn là người nước ngoài được thực hiện theo luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và hướng dẫn của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phòng Bảo trợ Xã hội, Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm 2023 đến ngày 15 tháng 3, các trung tâm hỗ trợ xã hội và điều dưỡng người bệnh tâm thần đã tiếp nhận 223 trường hợp. Trong đó có 16 người nước ngoài và 56 trường hợp bệnh tâm thần. Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị chính quyền các quận huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện tháng cao điểm giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định về công tác tập trung trẻ em người lang thang ăn xin và người cần bảo vệ khẩn cấp khác. Liên quan tới màn kịch lừa đảo con đang cấp cứu, chuyển tiền gấp xuất hiện đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lan ra Đà Nẵng, Hà Nội, đại diện một số bệnh viện đã lên tiếng cảnh báo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, khi nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn báo tin con cấp cứu, nhập viện tại Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh hãy bình tĩnh gọi ngay đến số điện thoại khoa cấp cứu và chống độc 098 111 3515 hoặc trực tiếp đến bệnh viện để xác minh thông tin. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết, tại bệnh viện, nếu chẳng may có trường hợp trẻ phải nhập viện cấp cứu, nhân viên y tế sẽ kịp thời sơ cứu cấp cứu cho trẻ trước tiên, vì việc cứu người bệnh là trên hết. Mọi chi phí để thực hiện cho một ca phẫu thuật hay thủ thuật nào đó sẽ được tính sau. Quy định hiện nay là trong bất kỳ một ca phẫu thuật hay thủ thuật nào, người bệnh hoặc thân nhân chịu trách nhiệm y khoa phải ký vào giấy cam kết phẫu thuật, thủ thuật. Vì vậy, việc phải chuyển tiền cho người lạ để hoàn thiện các thủ tục cấp cứu, phẫu thuật cho con là không có căn cứ. Giáo sư Tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức nêu rõ, nghĩa vụ của người bệnh và người nhà người bệnh là chi trả tiền viện phí theo quy định. Việc trả viện phí có thể là thu phí trực tiếp hoặc bảo hiểm y tế chi trả. Tuy nhiên, đây không phải là điều kiện để quyết định có hay không việc cấp cứu, phẫu thuật cho người bệnh cấp cứu.
Ngoài ra trong cấp cứu, tính mạng của người bệnh là quan trọng nhất và được đặt lên trên hết. Nên khi tiếp nhận người bệnh cần cấp cứu, các bác sĩ sẽ thực hiện mọi biện pháp để cứu chữa cho bệnh nhân. Còn các vấn đề khác được giải quyết sau. Nhiều nước trên thế giới đang đẩy mạnh hoạt động mua bán khí thải nhằm chủ động giảm thiểu lượng khí thải hàng năm, góp phần hạn chế hiện tượng biến đổi khí hậu. Dù muốn hay không, các công ty Việt Nam cũng cần biết đến và tham gia tích cực vào thị trường này. Việc xây dựng và vận hành thị trường carbon trong nước đã được Việt Nam triển khai trong những năm gần đây. Theo đó, Điều 19 Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định, các cơ sở có thể sử dụng tín chỉ carbon từ các dự án thuộc các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon để bù cho lượng phát thải khí nhà kính vượt quá hạn ngạch phát thải. Tuy nhiên, số lượng tín chỉ không được vượt quá 10% tổng số hạn ngạch được phân bổ. Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu giảm phát thải trong đóng góp quốc gia tự quyết định và phát thải ròng bằng không đến năm 2050, gửi đến Liên Hiệp Quốc. Đây sẽ là những căn cứ để thiết lập hạn mức phát thải của quốc gia và từ đó phân bổ hạn ngạch đến các cơ sở phát thải trong thời gian tới. Hình thành thị trường carbon trong nước giúp chúng ta nắm bắt được những cơ hội trong giảm phát thải carbon một cách hiệu quả, tăng khả năng tương thích với các cơ chế định giá carbon quốc tế, tạo cơ hội liên kết với thị trường carbon trên thế giới, trong khu vực cũng như tăng tính cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Bên cạnh đó, thị trường carbon còn là một cơ chế tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ phát thải thấp, hướng đến nền kinh tế trung hòa carbon. Giải Karate vô địch Đông Nam Á 2023 đã khởi tranh tại Philippines và ngay ngày đầu khai cuộc ngày 17 tháng 3, đoàn Việt Nam đã có những chiến thắng đáng kể. Ở giải này, các võ sĩ tham dự các nội dung dành cho nhóm tuổi thanh thiếu niên, nhóm tuổi trẻ U21 và hệ vô địch đội tuyển. 17 tấm huy chương vàng mà võ sĩ Karate Việt Nam giành được tại ngày đầu đều thuộc về các vận động viên thi đấu nhóm tuổi thanh thiếu niên, nhóm tuổi trẻ và U21. Trong đó, một số kết quả đáng chú ý của võ sĩ Karate Việt Nam như tấm huy chương vàng hạng 55kg của Hoàng Thị Mỹ Tâm ở nhóm tuổi U21 sau khi chiến thắng đối thủ Chokprasetgun Sirigamotnet Thái Lan tại chung kết nội dung. Chu Văn Đức chiến thắng đồng đội Trịnh Ngọc Quang tại chung kết hạng 55kg nam ở nhóm tuổi U21 hay Nguyễn Đức Anh vô địch cá nhân kata nam nhóm tuổi U21. Tại nội dung kata cá nhân nữ nhóm tuổi U21, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã vào chung kết. Tuy nhiên, cô xếp hạng nhì chung cuộc do thua đối thủ Alphate Sakura Philippines.